Thank you.
Thì mua cho chị luôn. Thì rứa thôi chứ. Cái đèn nó đèn. Chị mua cặp gà. Cái đèn trong đèn tối đúng không? Dạ, cái góc của nó để nó phải vậy á. Còn một cái giường ra. Cái giường như sắp vàng là ai đứng chờ. Tôi đứng thôi chứ ai đứng hả? Đẩy luôn. Thôi thôi chứ. Có ai không mượn? Trang có dài không? Xin lỗi vậy nha, nói lại. Thế là bộ cũng như đang vậy. Thì bình thường thôi, để là màu chi á, màu chi á. Màu vàng. Mà ba bữa đi Hội An đúng không? Để xíu này chị đưa cho mình coi à. Em đang coi mấy bộ đi này, bộ mà rộng á. Mà mua cô Phúc á. Còn Vin Phúc là không có eo á, không có eo đúng không? Đúng rồi đó. Mua Vin Phúc chứ nữa. Dạ. Mình mua Vin Phúc không? Trời ơi, xíu.